1 tháng 5 là ngày lễ Thánh Giuse và khai mạc Thánh Hoa, mời chị em đến đây nha để chúng ta cùng với nhau cùng dâng hoa lòng thương xót, mỗi người một chùm hoa 5 sắc để dâng hoa. Phần con tên gì? Dạ, thưa cha, con là Lê Thị Phán. Con là Lê Thị Phán, quê ở Thanh Hóa. Con ở ngoài đảo. Có đảo không? Dạ, con không có đảo, con đảo ông bà thôi ạ. Đạo ông bà, rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Con đến đây được ơn là con có 4 cháu con trai, thì con được 2 con trai lấy bên đạo là được làm quân của chúa của cha. Rồi con thấy là con nó bảo là mẹ đi lên giáo điểm tin mừng đi, rồi cha chữa bệnh cho mẹ, thế là con đi. Thì con bị đau vai gáy, rồi đau bao tử, rồi đau đầu gối, nên là quân lên để cha trở lại. Rồi bà được ơn đó là 2 thằng con trai lấy vợ có đạo và 2 thằng con trai theo đạo, và bà đó là cái ơn của bà, đúng không? Vâng. Và đây bà muốn lên làm chứng về cái ơn đó của bà, phải không? Vâng. Rồi để tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng về bà nghe nha. Bà nghe rồi Chúa Giêsu nói là bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho anh em. Thì bà cầm lấy cái máy này, bà nghe và bà hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu, xin Chúa Giêsu chữa lành cho bà chứ không phải tôi. Không phải là bà vào đây bảo là cha Long chữa lành, không có đâu. Nhân danh Đức Giêsu bà xin là xin Chúa Giêsu chữa lành cho con, xin Chúa Giêsu ban ơn lành cho con chứ không phải xin ông cha Long. Nhớ không? Bà nói xin Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu chữa lành cho con. Xin Chúa Giêsu chữa lành cho con. Xin Chúa Giêsu chữa lành cho con. Rồi, mời bà về.